Úc xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời đó đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình đã lên chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Hôm qua sau một phen kinh hồn nói chung mình đi xong á, cái những cái khoảnh khắc mà sống như vậy là nói chung 4 năm nay anh em mình mới gặp lần đầu tiên là nó lớn tới vậy á. Nói chung mà sống sống cái đó là dữ lắm rồi đó nha cô chú anh chị. Bữa nay bố này mình tiếp tục đi ra sông để săn cá dứa. Thì bữa nay thấy thời tiết với lại ông trời cũng êm nữa cả nhà ơi, không giống hôm qua đâu. Hiện tại thì anh em mình đã quét cái đường lưới nó đi cũng khá là xa. Giờ bắt đầu ra anh em chuẩn bị một kéo để một hồi nước nó rút nha cả nhà. Đây. Trời rất là đẹp. Lưới cho cũng đẹp luôn. Đi giật 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 giật. Hy vọng là bữa nay mình sẽ trúng cá một bữa nha cả nhà. 4-5 kg gì coi. Vô cái này ôm đang lăn. Nói chung có mà đi ngay lưới là dính à. Dính. Tại này lưới ba mà. Dưới này cũng ngang ngang luôn là khó kiếm. Mùa ai chạy bo bo hay gì là ông sụm. Bữa nay chặt thất thủ nữa rồi. Ê cá gì vậy? Cái dứa. Cá dứa. Con này anh. Ừ. Dĩ ơi. Con kéo rồi, dĩ ơi. Hơn nửa đường lưới rồi. Còn xíu nữa. Xíu là còn có mấy chục phao nữa. Vô bảy sao? Vô bảy mới cứu nổi clip này. Có ba cá. Con phèn, con dứa, con út. Út cũng được bự. Út nhỏ. Bữa nay út bé. Phải Úc sư phụ dựng qua rồi. Công nhận cái qua ăn béo dữ thiệt chứ. Gốt đó. Chỉ ăn cái phao miệng luôn. Ừ. Không có con lao trên. Sủ hơn nhà mình. Đây vô chổng rồi. Chú anh chị mình xem coi nha. Đây vô chổng. Có cứu nổi clip nào nha. Đó. Mắt luôn á cả nhà.
sạch đó. Ồ, ồ. Cá ốc. Ồ, cá ốc nó mập. Lao con nhí ơi. Ui, kệ. Này chốt mới đã nè, trắng phiếu luôn. Bây giờ gỡ cái út không? Gỡ con này được hai con. Đã tay phải không? Đã tay. Thật quá sáng giờ anh em mình được nhiều nè. Nói chung mà mình kho mình ăn bố anh em mình đã ăn đủ rồi đó. Nhưng mà video chưa dẫn. Để coi ông trời ổng ủng hộ không? Nếu ủng hộ thì mình thả tịch tịch về. Nước xui á. Còn đen đen quá thôi. Giờ thằng nghe nghe gió thổi vô lưng là thấy lạnh rồi. Còn cái dứa kìa. Hết hai con thôi. Ừ con thôi anh. Bây giờ cả này thôi nha. Ừ. Lù đù. Ôi trời trời trời. Cái này 10 con nè. Phê luôn, ngồi dưới. Ừ, cái dưới nó hơn 100 gram á. Hơn, nó 200 gram. Đầy vô đó sao cuốn nổi. Đường lưới cái này dính có 2 con cá dứa. Ừ. Thả đi cũng xa chứ bộ. Ừ. Con nào á? Cái bự á. Con nào giật cái tinh. Ấm đuôi dị lên. Trong lào có 4 kg ăn dừa. Dừa ngon. Đó đó đó. Út. Cái xài cá ông Lào á, dành tư vấn cho cô chú anh chị mình ha. Mình ăn cá ông Lào ngon, muốn ăn ngon là con cá khoảng tầm 2,5 kg tới 4 kg. 5 kg cũng được. Ăn cá nhỏ quá thì thịt nó bị nhão nha. Nó béo thì nó cũng vẫn béo nhưng mà thịt nó hơi nhão, nó mềm mềm, nó kiểu giống như con cá hú vậy đó. Con cá bự quá thì ăn nó ngán lắm, mà ngán tiền á cả nhà. Cá 5 kg cũng ăn cũng ngán. Ừ. Chiều mấy vậy đó. 5 kg giờ có 1,5 kg. Ừ, 300 kg 1,5 kg. Như nhầm chỗ bán 350-400 rồi, tại vì cá cái size 5 kg nó hiếm lắm. Tao bán 400 cũng không chừng. Cá 7-8 kg ăn ngán lắm. Ừ. Ngán gì anh Tài? Ngán tiền. Ngán tiền à? Ngán tiền. Đó. Cái linh. Linh nữa kìa. Bữa nào dính con vậy? Đó. Vậy? Đột. Sao cái dứa đâu tiêu trơn này? Cái linh dạo này ở đâu ngoài giữa sông vậy? Ở trong mé. À, trời ơi. Chà, đúng ký ngoài nha. Đây trọng dính cục cục sao ha.
Ê, con nữa kìa. Ý lụm con nữa nhí ơi. Bà em. Gà nữa hả? Ừ. Trong có con cá sủ nữa. Con cá bự đó thì giá dính này gà. Dính nhỏ này. Đó. Út nữa hả? Ừ. Sao kiếm hoài vậy đó. Ừ. Đó, cá út. Út mà. Ơi cái dưới này nè. Đây nó đây nó nè. Cá dưới ngon. Ngon. Đủ chia rồi chứ? Đủ chia chưa? Đủ chia rồi đó. Bốn con hả? Ừ. Ê thả 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 vậy mẹ nó kìa ơi. Đàn đàn vậy luôn. Ừ. Cái hụt đồi trời. Dám lắm à. Hách lưới luôn. Vô trong chút đi. Bây giờ anh em mình quyết định thả cặp cặp mé nha. Đi về. Sẵn nước nước sôi nè. Còn kiếm cá thêm nữa. Kiếm mớ nữa coi. Cho thấy cá dứa bữa nay nó dính ở trong nhiều hơn ngoài nha. Này buổi nó chung mé nha, cái này trên đường về ké, trên đường về chung mé thấy cũng hơi đen đen rồi kìa. Ngày qua cũng cái hướng này nè cả nhà, đen xuống. Về làm kiếm mớ nữa coi. Sống này thì anh em mình gặp hoài à. Thiếu nữa hết rồi. Ừ. Này đâu có lên dai đâu. Dai, chống chân đó. Chống rồi vậy. Chống cái chân rồi, đâu có kiểu như qua mà cái chân nguyên bình. Qua phải còn lùi á. Có đèn đen xì luôn.
thầy ơi. Cá phèn. Phèn nó thẻo lắm. Ồ, còn sống luôn. Rồi bỏ qua bên đi anh Đại, hồi em đỡ. Quá trời gió. Ngồi vậy mới có cái kéo. Chưa thấy cá dứa nhưng mà. Cái cá dứa là chạy chắc là cây chạy. Quá gió rồi cả nhà. Vậy chuột bự luôn. Tập tạ. Tập tạ luôn. Thưa cá quá rồi. Hai ba con phèn. Không có con cái dứa trên chợ. Ủa, cái gì trắng trắng lên trời ơi. Cái dứa nữa hả? Rồi nãy giờ mới thấy con nè anh Tài. À, bỏ qua luôn nè anh, cho qua luôn rồi. Nãy giờ kéo gần hết nhàn lưới mới được con lên chồng. Này không thua gì cá không lao à. Tìm cái dứa khó quá tới cờ. Dài con cá dứa sao mới đủ vốn rồi vậy. Lụm nữa à, dứa ơi. Gì anh? Dứa nữa hả? Nãy giờ được hai con, bỏ qua bên luôn anh. Trời ơi, trời nó nằm đâu ngoài này, trời. Nó nằm lúc ngoài luôn nè. Còn 4-5 phao nữa hết rồi. Con hay con ăn ủi nữa đây. Ăn ủi với con hay con nữa. Cái gì đây? Dứa. Hai con. Còn nữa đây, còn nữa đây. Bây giờ được 3 con rồi. Còn nữa tôi đủ. 3 con lẻ. 3 con lẻ anh. Có gì á. Tới cờ. Đâu? Hai phao nữa, ba phao nữa. Ăn ủi được con gì nào không á lên chồng. Ăn ủi không đây? Bê dính vô trời. Hết ăn ủi rồi. Cho mình sẽ chạy về nhà nha cả nhà. Chạy vô mé. Có thất mình làm thất nha cả nhà. Nhiều mình đang nhiều tưởng là cá lạ rồi, không phải dễ đâu. Với chung cái vùng mình á thì cá dứa cũng hơi hiếm, phải theo mùa vụ.
nước nôi với sông giờ nó mà tháng ngoài nữa mình không biết nước làm sao đánh không được trước, không biết cái vụ mùa nó làm sao nên em mới đi đón đón trước được mớ cá dứa cá út cá phèn nay anh em kho dầm bần lại dầm bần ăn với đậu gọc chút xíu à. Ừ. Mình đi hai chuyến quét cái dưới là chuyến này cũng bị. Bây giờ nào không đón chặn. Bữa sau thì hơi đỡ hơn xíu. Không mà lên trên nó mới giữ. Nam càng đi lên cao quá nó mới giữ. Lên đồng ẩm. Ừ. Vậy dãn dưới thì nó cũng nhẹ. Ngay đồng ẩm là ngay hồng. Ngay đồng ẩm là ngay hồng thiệt. À. Bữa trước không có lượng nào lượng nấy giờ nó ốc nổi cao lên cho nó vừa vô cái nè hai ký dừa quê dừa rẻ nấu đồ ăn thoải mái nêm cái này cho miếng nước màu vô cho nó màu nêm muối đường ngọt hạt nêm. Có con này nữa nè. Hết biết mày gà. Mà thấy vậy mày gà bự vậy chiên không ngon nè. Nhỏ. Nãy quên bỏ con út vô trước một chút xíu ha. Đấy, mình chín trước mình ăn trước. Dầm nó lên đây mình chín mình thử. Đó, dầm nguyên hột nha. Nào bà qua cũng lạnh nên chua rồi chứ bà chua rất chua. Ừ. Chứ bà mình mới lụm lên mình nấu. Anh nhớ nó qua đá rồi đó là có bằng vô cái nó thơm. Ừ. Gọi là kho lạc dầm bần nè. Còn nếu mà không có cái hộp mà gọi là kho lạc lược bần đúng không? Kho mặn mặn dầm bần. Ừ. Chảo cá này cũng nhiều quá. Ra hành hết cho cái nè. Có nhiều anh em thấy mình dầm bần vô cái vỏ hành, hỏi mình nấu bên chua hay là kho. Thật sự đây là cái nồi kho là dầm bần nha nè. Đây là cái cách ăn cũng rất là quen thuộc của người Tây. Bởi vì mình kho là mình bỏ nước màu với hành nha. Ừ. Còn nấu canh chua là không có ai bỏ hành với nước màu. Rồi mình kho lạc như vậy thì mình lượng nước màu thì anh em mình xài ít. Cô Lô Dung Cô Lốc chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, cả nhà ăn cơm với cá dứa, cá út với cá phèn, kho lạc dầm bần với bố anh em nha. Đã rồi, bốn con, bốn tấn. Còn con mì gà nữa, cá linh nữa, cá linh nữa. Còn cá linh sẽ được ở dưới sông. Ừ. Nó làm như vậy, như đi chơi hay nhá, đi dạo quá anh bạn, đi dạo không? Thì tại số lượng nó mới kiếp đi dìm vòng kiếm coi có thằng nào không, bạn mẹ. Cái này thì chưa có tới mùa cá mè rồi nha cả nhà. Tới mùa cá mè nha mình. Thả qua cá mè. Mình cũng muốn làm cho nó dung nó hấp dẫn mùa này nhưng mà kiểu như nó cũng hạn chế cái quá. Nhiều cái mặt cá, cá ôm. Bây giờ nói ra xong mình giờ hạn chế dung mùa này hạn chế cá nhiều quá. Ừ. Rồi, vô. Cá đúng đi. Ha, quá ngon. Ồ, cảm ơn em. Anh Tài, cái dứa. Rồi, cảm ơn quay phim. Tốt đi. Mềm à. Với em gì? Ăn cá phèn rồi nè. Cá phèn à. Cái dứa đó. Nóng rồi, thổi nè. Thổi à? Thổi chứ. Em tốt như mấy anh cũng được. Để em hai. Làm từ từ đó nha. Mày không ăn hay quá. Lo ăn cá phèn là ngon như này. Đây chín được không? Quá mềm luôn rồi. Vẫn còn béo. Đã anh ơi. Có phải lâu lâu ăn không? Lâu ăn mà nha. Béo. Béo một chuyện luôn rồi. Tôi bị gãy rồi quá.
quá mềm. Đúng là cái này là cá này mình để sao nhất là ngon nè. Đây nó mềm không con cá út mình đó. Nó rồng cũng rồng, nhiều chín tới. Bởi vì cái gì ngon, cái gì bán cái này nó khó tìm nhất. Ngon béo khó tìm nhất. Mình có dứa này cũng thịt cũng ngon. Mình quét hai giác. Không giác nào hơn chục con cũng là. Càng ngày càng đi xuống. Chỉ hai ngày trời được 15 cá. Cái nghề này mình nói chung là mình phải tập cái tính nhẫn nại và kiên trì mới làm nghề bà cậu được. Đúng rồi. Mình đã nản là không được lắm. Bữa này bữa khác chứ không đang muốn trúng nản ngoài không. Mới làm tới mùa mới trúng. Khi làm này cái nữa. Cái tánh không được nóng. Con này nè. Hồi đó nha. Có thật đúng không? Hai người đi quấn câu. Cái dàn dàn câu nó dính đó. Gỡ hoài cái gỡ hồi cái để nước quấn được. Dặn nó hắt nguyên thao câu xong luôn. Hai khi mấy câu, hai khi mấy câu. Dính á như quấn cái mắt lử nó quấn với nhau á, buông buông xuống cái dính. Đến cãi cãi rồi mới hắt phải không? Hai vợ chồng cãi nhau rồi gọi họ hắt một cái âm nguyên thao câu xong bỏ luôn. Nó vậy là mới nhầm mà. Rồi mấy anh em thấy vậy cái mới chụp. Lấy neo gà kéo lên giùm. Rồi cũng cắt ra lấy viền lại chứ đâu có gỡ nổi. Đã dục nguyên cái thao xuống rồi. Nó gối rồi. Gỡ nổi. Ai vậy nó làm này ít đừng có nóng. Hai ngàn lưỡi mà. Biết gã biết chừng nào mà rồi. Nó gỡ hồi nó gối cục. Câu mặn khó gỡ. Không mặn thì nhào gỡ nổi cho nó cho anh chừng 500 thôi chứ đừng nói gì 2000 cắt lử ra không mặn mà tôi lửa nó nhỏ xíu à mà nó dính chùm như không gỡ được đó nhưng với mà cái người mà cậu mình không có được tham nghe dù cái gì của người ta là của người ta chụp lên trả lại cho ổng không có đụng vô không đụng vô hồi trước là cha em có đi xuống đường mắt kia là có một cái hai ghe đó là lúc nào cũng đi bắt mà phía sau mà lại đi nhiều hơn phải không mà nhiều hơn mà lại đi về rồi cuối cùng anh biết sao không người ta bắt người ta muối sẵn á mấy ảnh đi sau những người mớ mà ổng cũng vẫn đi bắt mà trước khi mà ấy người ta đi trước ông đi sau lộn mượn mớ ủa bắt về sao thấy bắt khiến nó không phải cạn nó vẫn đầy nhưng mà thấy nó không có được nhiều như số lượng mình bắt á. Cứ cùng hai ông kia thấy ông đi ít mà ông về trước nhiều hơn ta nữa. Vậy tới ngay cái cửa biển Mỹ Thanh nè chìm ghe chìm mấy ông này chạy ra cứu vớt vô cái ghe chìm mất tiêu nhưng ta bắt cái thẳng này sao lụm đó không ta muối thẳng vô cạp luôn vô cạp mình vô cạp mình lấy luôn hồi đó muối bản này nè vậy bị gì ba khí nhiều quá đó đâu có muối lấy không muối bằng lu nè ví dụ như bữa đó anh bắt được 100 con không có lấy nhiều lấy 20 ghe 20 vậy đó ai biết nhiều rồi đó mà đó ở trời nó bắt ký dữ giờ đó ba ký dữ đó rồi tới nước nè một cây mắm cái đậu bích luôn á nó hội không hội á đậu bích cây mắm luôn rồi ba ký rồi đó để nhớ thời điểm đó em học lớp 1 hồi đó 7 tuổi năm 97, 98 mà bán chục mà khí muối có 2000 bạc mà bác khí lựa nha ba cái bắt sao ba và đó đi bắt cái đi nguyên cái vậy có người ngồi ghe đang đánh cản mỗi một ghe đánh cản đi một cái nha nó đánh cho chung là đó đi gom dẫn hướng như ghe này ở là đầu bên kia mà đánh cái cản khác bên đây đầu cái này quấn cái cản khác sợ đi đánh thì đánh bạc theo nó hướng đó bởi vì đi vô rừng mênh mông ban đêm nữa rồi đâu có ấy đâu cho ban đêm mà đâu có biết đường ba anh nó ở dưới rừng nó có cái xanh tiên là giữa cái khu rừng vậy đó nó láng như là cái đó mình lắng làm sao nó vậy đó mà ban đêm thì đi gặp ban ngày đi không gặp nha
mình vô tình mình đi á thì gáy á, còn máy là không bao giờ mình đi lại chỗ đó, mình kiếm hoài không có. Có ngày kể có à, thì ba anh kể, ba anh có vô đó ngồi nghỉ mà, ba anh tự đi kiếm luôn mà. Anh nói ổng nói trời ơi mày ngồi nghỉ nó mát lạnh, nó láng lừ nó, mà cái cò giữa giường gì mà nó không bị nước ngập, cái đó là người ta nói ngộ sao đó không hiểu. Thì đó quá em nói anh đi sông đi suối đi rừng thôi, này đừng có tham cái gì của ai. Mà nó ngộ người ta là của người ta, của mình là của mình. Ừ, mà không phải riêng về cái đi sông á, ở trên bờ hoặc là cuộc sống mình đời thường như vậy nè. Người ta kệ người ta. Cái nào của mình để đó không ai lấy, cũng cộng mình không có mất. Hồ vậy đó. Tự nhiên giữa cái rừng mênh mông có cái khu đất nó cao mà nó đẹp. Cảm ơn nha. Ngộ vậy. Mà ngược lại em cha nó tức quá, cái bữa sau đi lại tìm không gặp, đi hoài đi mãi đi hồi là không biết đường luôn á. Núi nước cũng nhầm nước. Nhầm nước á thôi ban ngày đi thục. Nhầm nước đi ban đêm đi sâu đi. Hằng ngày ba khí hội là cha em nói là đi luôn cây mắm đó. Đó, không có cái xô, bắt bằng giấy vô cái bao à. À, cái miệng lại thì vũ vũ mà khía dữ trời vũ. Ừ dạ, mà hồi đó thì trong rừng đi hồi trước đi á tao có nước sâu tắm, người móc cái lỗ để cho nước á, rồi dây móc rồi cá vô, rồi nó tới nước lớn vô là có cá đó nè, tâm hay mò cá ngát. Bị gì chứ, nước nặng mà nước mặn cá ngát dữ lắm. Dung Vlog xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.